Ôi giời, là em quen ai có bao giờ em trải nghiệm cái sống thử chưa? Chưa bao giờ em về nhà hết trơn. Ở nhà mà cảm thấy của riêng. Hôm nay anh sẽ cho em về mái ấm của anh. Nhà của chúng ta hả? Ừ, nhà của chúng ta. Wow. Thiếu những bài trẻ em thơ thôi, nhưng không sao, từ từ có cũng được. Ok. Đây sẽ là nhà của chúng ta. Rồi, mời bé Mỹ. Wow. Đóng cửa lại, khóa cửa là kỹ. Thấy mái ấm gia đình mình như thế nào? Em thấy ấm á. Ấm gì không? Ấm gì á. Cũng ở đây suốt đời ha. Ừ. Ở nhà đi chơi có mệt không? Mệt. Giờ ngủ đi. Em ngủ hả? Ừ. Xong nhưng mà ngủ đi rồi bây giờ để anh đi chợ cho. Đi chợ. Anh sẽ nấu ăn cho em, chuẩn bị cho em một buổi trưa thật là gia đình. Wow. Thật là gia đình là số 1. Thôi nhưng mà đi chợ thì phải có cảm giác đi hai đứa nó mới hạnh phúc chứ. Bây giờ em sẽ đi chợ với anh xong rồi em về em ngủ sao không được. Cũng anh được. Được không? Cũng được. Được không? Okay, ok, mình sẽ nấu một bữa ăn gia đình ha. Em thích ăn món gì? Em thích ăn không, món gì của anh nấu là được rồi. Anh sẽ nấu món sở trường của anh, chắc chắn em sẽ thích. Món nó mặc dù hơi kỳ công một xíu nhưng mà bữa nay là bữa đặc biệt. Anh sẽ chiêu đãi em món đặc biệt nhất của anh. Ừ. Thì bây giờ đi nha. Ok. Đi làm nhà không? Cái này bích Tết mà. Làm bích nhà không? Ít. Làm bích nhà với bọn anh dễ hơn. Cái nào cũng giống nhau mà, cái nào cũng là thịt mà. Heo cực nè. Về nhà của mình rồi. Đúng thủ tục là thường vợ chồng là về nhà hay hôn nhau cá lắm. Anh tính sao? Giỡn á. Giỡn á. Ai đến sách cho nghỉ xíu đi. Trời ơi, nhà cảm giác thật là mát mẻ. Hôm nay còn nhà mình ha. Đúng rồi, em nghỉ đây. Buồn ngủ quá anh ơi. Gì? Trời buồn ngủ quá anh ơi. Massage nha. Massage bóp. Có giờ ai làm vậy chưa? Chưa anh. Trời. Có rồi, xưa rồi. Xưa rồi hả? Ừ. Nói chứ nằm nghỉ xíu đi, để cho anh nấu cho ha. Để nấu cái món đặc trưng của anh trước ha. Anh nấu hả? Ừ. Đúng là một người chồng đảm đang. Hơi bị đỉnh nha. Ngủ luôn á nha. Rồi. Anh nói sao mặt em hả? Ừ, mắt sao mặt á. Ngủ xíu đi. Ngủ vậy là có cơm đúng không? Ừ. Ngủ vậy là vô ăn liền. Trời ơi. Rồi. Wow. Ok không? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh ơi. Rồi, ngủ ngon nha. Đây là lần đầu tiên nấu ăn cho mượn gái á. Anh ơi. Nghe. Anh nấu tới đâu rồi? Anh đang tới giai đoạn quan trọng nhất rồi đó. Giai đoạn gì vậy? Em nghe mùi thơm á. Thôi anh chưa nấu gì luôn mà em nghe rồi. Ủa nãy giờ là tỉnh rồi đúng không? Tỉnh rồi. Đủ giờ hai vợ chồng vô phụ nhau cùng chung nấu một bữa ăn thiệt đám cúng được không? Nhưng mà em á, em cho em chơi giúp nó được không? Vậy rồi, cái này là giống như là niềm đam mê của em á. Thôi lúc này anh nghĩ là em phải mê anh mới đúng chứ. Em mê anh, em mê đàn hơn. Mê anh đi. Chờ xíu đi, em đàn thở hít xong rồi em vô phụ anh nha. Em hãy thêm chế ông vô mê đàn ông đi chứ đừng có mê đàn không, hiểu không? Dù gì cũng xa nhau. Rồi. Sao anh lại đó. Sao anh bắn tôm quá vậy? Chạy vô người vậy em á. Trời ơi, hương vị tình yêu á trời. Hương vị tình yêu. Này làm gì đây? Lọc tôm. Ủa? Giỏi không? Tôm chưa được mà lọc luôn á hả? Ủa? Chứ anh là lột chứ là luộc hả? Ủa bây giờ mình lột chứ mình luộc cũng được vậy? Đúng rồi, mình lột chứ cũng được vậy, hiểu không? Giờ lật đâu ha? Ừ, bây giờ là em đến lượt em ha, anh nhường lại cái vị trí cho em ha, anh sẽ đợi cho em hát. Ôi trời đất ơi! Anh kỳ quá mà. Em vô đây luôn hả? Chơi đây luôn. Mày ghế vô đây. Chơi đây luôn, vậy nó mới giữ. Trời ơi! Và sau đây là chương trình phục vụ văn nghệ. Cho gì? Cho ai? Cho người yêu thương Dương Gia Mỹ.
Anh ơi, anh có thể đứng dậy cột cái tóc em lên giùm em không? Đó, anh dạo khúc đầu để anh cột tóc cho em á. Cột cho giùm em cho nó gọn. Cột tóc vậy đúng không? Ừ. Anh cột sao anh thấy gọn ra được. Anh thề với em, anh chưa giờ cột tóc cho một con gái nào luôn á. Thì bây giờ anh cột cho em. Bây giờ lần đầu tiên của anh. Không gớt tóc là được thôi đúng không? Ừ. Trời ơi, đơn giản được chứ. À. Ok rồi. Được chưa? Rồi. Bye bye rồi. Trời ơi, nhiều hoa hậu quá. Đây là anh sẽ phụ em. Thật không? Thiệt. Nãy giờ em tới giai đoạn nào rồi? Anh nấu món của anh đi. Món anh là xong rồi đó. Xong rồi đó hả? Ừ, trụng chứ luộc rồi hả? Món anh công phu lắm. Em thì hơi lâu á. Bây giờ còn làm gì nữa vậy? Bây giờ anh sẽ phụ em làm cái gì? Bây giờ anh muốn phụ đúng không? Phụ em lột tỏi đi. Ok. Đó. Giờ em sẽ làm đi. Ha. Ai cha cha. Lấy giờ. Không, em lấy được rồi nè. Cao gì ta? Tại sao anh có thể nấu một cách mà nó... Thôi mà, đừng mà, anh biết. Đây là lần đầu tiên á, hiểu không? Cái này có cần đập không? Không anh. Nó là cái gì vậy? Cái này là cái gì hả? Nước me hả? Không, cái này là nước để em làm đồ ăn á. Thơm phức vậy ta? Bắt đầu thấy có một tí nội trợ rồi đó. Em nói là em biết nấu ăn mà. Biết làm vợ chưa? Hả? Biết làm vợ chưa? Làm vợ thì chưa biết. Thôi, bữa nay cho thử mà không biết. Thì bữa nay thử mới biết. Đó giờ vợ làm vợ đâu? Nhiệm vụ của một người vợ là làm gì? Vậy em hỏi anh thích người vợ làm gì? Anh thích một người vợ là đảm đang, nội trợ, bếp núc, tài giỏi. Nói nhà nấu cơm hả? Không, còn nữa biết quản lý tài chính nữa, hiểu không? Nhưng mà anh có thích vợ đi ra ngoài lại đi làm không? Cũng được đó, phải một người phụ nữ hiện đại bây giờ đa phần là cưới về đa phần là đi làm không mà ít ở nhà lắm đúng không? Đúng rồi. Nói chưa, mình lấy nhau là phải hợp về sở thích đúng không anh? Em thích gì? Em thích đàn, thích hát vậy đó. Anh cũng vậy. Sao mà em không có cảm giác gì luôn? Ở bên anh mọi đau đớn là em không cảm nhận được luôn khi ở bên anh hả? Bây giờ chịu khó. Đâu có bị gì đâu. Có kìa. Đau không vậy? Ôi trời. Trời ơi. Ôi trời, có đau không vậy? Không. Đau thiệt á. Rồi chịu khó vậy nha. Khi mà anh Quý làm bạn thân thì anh Quý là một người luôn đem lại niềm vui cho người khác, luôn chơi đùa và chọc mọi người chẳng hạn. Nhưng mà khi mà anh Quý là người yêu thì sẽ nghiêm túc hơn và có một sự nhẹ nhàng, một sự ấm áp. Khi mà vào nấu ăn chung chẳng hạn thì anh Quý quan tâm em. Khi mà em bị cái tay có vết thương thì anh Quý khá cũng rất là lăng xăng đi tìm cách để bó lại cho em. Cô bạn gái này là một cô gái có những đặc điểm cũng khá là phù hợp với mẫu hình lý tưởng mà Quỳnh Quý từng nghĩ tới. Dễ thương, trẻ con, đồng thời cũng có những lúc có những cái suy nghĩ trưởng thành, chín chắn. Và đặc biệt là cũng khá là khéo tay, cũng biết nội trợ, cũng biết cách quan tâm, chăm sóc người yêu như thế nào. Có chừng nóng phỏng. Biết món này là món gì không? Tôm kẹo. Tôm ngầu đường. Tại vì á, anh biết sao không? Sao? Em mới về làm vợ á, cho nên là em hơi vụng về. Nhưng mà không sao, cái này sẽ mài dũa được theo thời gian anh nha. Ok, anh sẽ cố gắng mài em. Ok. Ổn hết chưa? Giờ cha tân đến rồi. Dạ ăn đến rồi, dạ ăn đến rồi, nào ăn thôi. Công gia đình nha. Ê, này của em này. Anh ơi, hãy hạnh phúc không? Này là bữa ăn đầu tiên. Lần đầu tiên mà anh đã trải qua một quá trình công phu như vậy với một người con gái. Wow. Thôi bây giờ em sẽ... Thôi bây giờ mời em, ok. Thôi bây giờ em cho anh thử nè. Nè, tôi chiến rồi. Anh thử con tôm ngầu đường của em đi. Hy vọng là nó sẽ ngọt ngào như tình cảm của chúng ta ngày hôm nay. Ok, em cũng sẽ ăn hưởng. Nè, để anh mời em chứ. Ok. Có phước cùng hưởng, có hoài cùng chia, đúng không? Ừ. Rồi. Mời em. Em mời anh. Em thử nha. Thử đi. Em nghĩ là ngon. Ngon mà. Hứa đi. Ngon, thử. Hứa nha. Đúng là tôm ngầu đường á. Ngào ngạt luôn, cái vị ngọt nó ngào ngạt trong cái lưỡi. Nó xuống tới cổ họng. Ngon đúng không? Ngon, ngon ngọt. Bây giờ ăn thông mì của anh thử nha. Nè. Này, cho thêm một miếng thịt nữa.
Ngon thiệt, cái này ngon thiệt. Cái này ngon thiệt. Không? Ok không? Anh chắc là ngon. Ừ. Anh móc hết cái lòng tự trọng của anh ra nói món này ngon luôn. Cái món này ngon á là nó nhờ sự pha trộn của nước tôm đầu đường của em và mì của anh. Đúng không? Em thấy là mình quen nhau cũng một nửa ngày rồi đó. Thôi, trời ơi, em nói chị giống như là mình cưới nhau 10 năm trời đó. Em thấy được mình quen nhau cũng được nửa ngày rồi đó. Thì bây giờ mình phải tính tới chuyện thông báo cho gia đình biết chứ. Ý là sống bây giờ sống thử, bây giờ mình sẽ sống thiệt. Đúng rồi, mình phải trải nghiệm tất cả những cái bây giờ là mình gọi sẽ ra mắt hai họ đúng không? Ừ, những người thân, những người thân này nọ, những bạn bè thân hữu này nọ biết về mối quan hệ của đúng mình. Chắc anh gọi cho ông anh chú bác bạn thân của anh quá. Alo, nghe bạn ơi. Alo, bạn rảnh không bạn? Chuẩn bị xíu đi công việc sao bạn? Bây giờ tôi gặp vấn đề căng quá. Căng là sao? Nói nghe thôi. Tôi đói quá, tôi không biết nói cái chuyện này với ai luôn á. Mà bây giờ... Lại gì thì nói tôi, thì bạn đang đâu? Đang ở nhà. Mới bị một cái... Nghe một cái tin chấn động luôn á. Giờ đói lắm, không biết giờ phải làm sao luôn á. Tôi có thể giúp được gì không? Bây giờ... Sao? Tôi với người yêu tôi á, thảo cái anh bé. Gì? Tôi với người yêu. Anh bé hả? Ừ. Đâu chưa? Mới báo hôm nay luôn á. Rồi. Mà giờ không biết chính xác là như thế nào nữa bây giờ. Con bé đó sao, con bé bao nhiêu tuổi rồi? Chung mà... chung nghề luôn á, ghê, chung phim luôn á. Bây giờ chết cái là con bé nó biết bạn luôn á. Thì biết rồi, thì không có gì hết. Dạ, nhà Mỹ chứ. Mỹ nhà Mỹ hả? Ghê vậy. Thì giờ mình phải sao trách nhiệm này nọ chứ. Thì phải có trách nhiệm chứ, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà ý là bây giờ sao mà cưới được bạn? Giờ bạn cưới, bạn nhắm cưới được. Bản thân bé nó cũng chưa, nó mới mà nó còn phải đi học mà. Nó còn công việc mình bao bì, sao mà nó đi học được. Những cái mà mình tính thì đường thì sao mà được. Nhưng mà nói bây giờ nó nghe hết rồi đó. Thì dĩ nhiên mình phải biết được mình tính. Nhưng mà giờ tính sao giờ? Alo anh Bia. Em đang em đang ngồi kế anh Quý nè. Ừ, thì nói chung em cũng bình tĩnh thôi, có gì đâu em. Quan trọng là em nè, em có chuẩn bị tinh thần chưa thôi. Thì tôi nghe tôi cũng vui, tôi nói thiệt. Thì cũng vừa hạnh phúc mà cũng vừa lo cho bé Mỹ này nọ rồi. Rồi sự nghiệp này nọ thôi. Thì đúng rồi, nó đang đi học mà nó nghe cái đó đi học đi đâu ba. Mà thì bây giờ xác định luôn là ok. Đang tính hỏi cưới này nọ, thấy hai đứa ổn không giờ? Anh có ủng hộ tụi em không? Bây giờ đương nhiên là phải ủng hộ rồi. Thì cứ em mà đi thôi. Cái ví dụ như thời tới thì mình giữ từ sao giờ cả tới hai đứa phát tương. Tôi cứ thoải mái bạn ơi. Áp lực gì? Rồi, ủng hộ nha. Ừ, không nào ủng hộ sao giờ? Rồi. Mới đi thôi. Rồi bạn có ủng hộ cái việc mà tôi nói xạo bạn không? Nói xạo á? Ừ. Tôi nghe bạn nói xạo. Đó, tại vì á, tại cái này bạn cũng từng trải trước tôi luôn mà. Trải gì ta? Ừ, thì em bóp nhà thử yêu đó. Nó bây giờ là bởi vậy tôi biết bạn có kinh nghiệm tôi mới gọi bạn đó. Ừ thì đó nó là vậy đó. Ừ có gì à nãy giờ à, bỏ qua nha, xin lỗi bạn. Không. Trước nha hả? Không anh ơi, tôi bị tổn thương. Thực sự là bản thân anh bây giờ cũng khá là tội lỗi khi mà nghĩ ra được những cái chuyện động trời như vậy để làm cho những người bạn thân của chúng ta bị bối rối tinh thần, khủng hoảng tâm tư tình cảm này nọ. Anh với em bữa nay cũng liều thiệt chứ. Và bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất, chúng ta sẽ cùng nhau nói về suy nghĩ của bản thân mình dành cho đối phương. Nhưng mà để xác định đâu luôn hả? Tất nhiên phải nói thiệt chứ. Em thấy cái máy này không, cái này không phải là cái máy hút bụi đâu, cái này là cái máy nói dối nói thật. Nếu không, nếu mà nói dối thì cái máy này nó sẽ giật điện. Hai đứa mình sẽ cùng nhau thử coi là suy nghĩ của mình sẽ như thế nào về đối phương. Dạ. Bây giờ... Ai trước? Anh sẽ tình nguyện. Anh chịu trận trước. Ok. Ủa em chưa hỏi. À để vô rồi. Bây giờ anh phải để vô trước rồi mới hỏi. Đó. À. Bắt đầu nha. Rồi hỏi đi. Những món hôm nay em nấu cho anh ăn có ngon không? Cũng được. Ngon. Rất là ngon luôn. Cái đâu mới giật. Rồi. Tới lượt anh. Bắt đầu những câu hỏi đơn giản chứ, từ từ nó mới phức tạp lên nha. Ừ. Phải tăng độ khó lên chứ. Rồi, bắt đầu câu hỏi đơn giản nhất nha. Em thấy anh có đẹp trai không? Có. Ok. Anh đừng chất giọng vậy em luôn. Em ơi, cái chuyện anh đẹp trai là cái đó là chuyện hiển nhiên mà tại sao em lại nói dối như vậy? Hả? Cái gì vậy? Em sợ. Em không tin luôn á. Nhờ tới đuôi. Anh có nghĩ em là một người lý tưởng đi không? Lý tưởng, dễ thương, đáng yêu.
anh nghĩ là cũng là một người mẫu hình nên tìm hiểu và cũng thử trải nghiệm yêu như thế nào. Trả lời thật, anh trả lời thật lòng mà. Em sợ quá, tự nhiên hồi hộp quá. Ok. Hoàng ạ. Cái gì? Tim em nó tự đập nhanh vì nó sợ cái này. Nếu mà tim em mà nó cứ đập nhanh á thì nó sẽ dựa trên cái nhịp tim của em và nó giật em. Cho nên là em quyết định là em ngồi. Bây giờ em nín thở đi cho tim em ngừng đập đi thì nó hết giật thôi. Chứ nghĩ sao tim đập thì phải chịu đó, làm trái được. Nè vô, trả lời thiệt là được à. Thiệt. Được hết á. Thế nhưng trải nghiệm từ sáng tới giờ thì em có nảy sinh tình cảm với anh không? Thì tình cảm... Ủa? Vô trả lời nữa mà nó giật mình nè. Ok, anh hiểu câu trả lời là em có tình cảm. Ôi, cái máy này nó cười lắm luôn á. Thì em chưa trả lời nữa mà nó giật em rồi. Để làm trả lời xạo á. Đã trả lời đâu mà xạo. Thì đó, vậy mới xạo đó. Em có tình cảm với anh thì em trả lời đi. Mày lại em giấu giấu chi cho giật. Đúng không? Anh có nghĩ là mình hợp nhau không? Anh nghĩ là hợp. Hợp nhau về nhiều thứ. Về âm nhạc. Về nấu nướng. Thiệt hên quá, không có giật, không có giật nha. Cái này trả lời thiệt luôn á. Đúng luôn á. Chán quá vậy. Rất là hợp nhau luôn á. Tính ra nãy giờ là con người anh sống thật lòng không luôn á. Không hề có giật nhiều luôn á. Cảm xúc của Huỳnh Quý lúc này dành cho Gia Mỹ gọi là bữa nay mới hiểu rõ hơn về con người của Gia Mỹ. Và cũng có những trải nghiệm gọi là trên mức tình anh em, trên mức tình bạn một tí. Thì mình cũng có những cái hơi rung động. Và bây giờ cũng rất là ngại ngùng khi nhớ lại những hình ảnh đó. Thì không biết là sau khi kết thúc chương trình ngoài đời liệu là anh em sẽ như thế nào, rồi Gia Mỹ sẽ có những suy nghĩ ra sao về bản thân của Quý. Thật sự thì em với anh Quý là cũng khá là hiểu ý và thân thiết rồi. Cho nên là cái hình ảnh của anh Quý và cái cách mà anh Quý đối xử với em, tình cảm anh em nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của em rồi. Và nếu bây giờ mà đã chuyển sang một mối quan hệ khác thì em nghĩ là sẽ rất là bỡ ngỡ. Có chân, có chân té, có chân té. Đây, ngồi đây. Được chưa? Chích vô nữa không? Ok. Wow. Wow. Sao? Thấy mọi thứ như thế nào? Rất là lãng mạn. Chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Rất là hồi hộp. Ok, cùng ly cho một ngày đặc biệt hôm nay. Nhìn anh có vẻ hồi hộp quá vậy. Thật sự. Ok, cảm ơn. Món đầu tiên mời em nhập tiệc ha. Mời em. Ok, ngắt cho em nè. Rồi. Cảm ơn anh. Đồ ăn ở đây ngon ha. Cảm giác anh bây giờ thì sao? Háo hức. Háo hức hả? Chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp nhất sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Bữa nay em không phải là Gia Mỹ của bình thường mà anh biết. Dạ. Về trước hết là vẻ bề ngoài. Bữa nay đầm trắng váy trắng, đeo bông tai nữa chứ. Bình thường không bao giờ thấy đeo bông tai hết á. Bữa nay rất là đẹp, rất là xinh. Cảm giống như là nàng công chúa vậy đó. Và nàng công chúa đó đang chờ đợi một vị hoàng tử đúng không? Chờ anh một chút nha. Ok.
Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Và bây giờ tất cả mọi thứ đã chuẩn bị gần như là đầy đủ. Cảm giác của quý cô lúc này rất là hồi hộp. Và ngày hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, và mình muốn tạo một điều đó rất đặc biệt cho Gia Mỹ, cũng là một cô gái hết sức đặc biệt đối với bản thân Quỳnh Quý trong ngày hôm nay. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hội sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mọi em trọn đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dâu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Và cho ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Trời bất ngờ quá. Và đây là một bó hoa tươi thắm, rực rỡ, nó nhiều sắc màu, và nó cũng khá là xinh xắn giống như em. Và anh muốn tặng em trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Sao vậy? Sao hả? Xúc động quá. Có gì đâu. Sao rung quá vậy? Hả? Hả? Không biết, là tự nhiên em rung quá. Hồi hộp quá. Vẫn hồi hộp, hồi cảm giác. Thực sự ngay lúc này đây, cảm xúc anh cũng rất là hồi hộp. Và đây cũng là lần đầu tiên mà làm những điều này. Chưa bao giờ anh làm điều này với bất kỳ người con gái nào hết. Trước khi tham gia chương trình này, anh với em, mối quan hệ của hai đứa mình là anh em, là những người đồng nghiệp. Nhưng thiệt sự anh cũng có cảm tình với em. Vì vậy mà anh muốn, không phải là gọi là muốn thử như cái tên của chương trình 24 giờ thử yêu, mà anh muốn tự tạo cho mình một cơ hội như anh đã nói. Em nghĩ sao nếu như không chỉ một mình anh và cả em cùng cho nhau một cơ hội để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thực sự nghiêm túc mối quan hệ này? Em gặp anh Quý mà từ ở quán cà phê vào thì lúc đó tim em đập rất là mạnh. Và khi em biết anh Quý rồi, lúc đó cái cảm giác nó kỳ lắm, giống như là nó giao thoa giữa bản thân và chuyển sang làm người yêu. Lúc đó cái cảm giác nó rất là lạ luôn. Thực sự thì đó giờ mối quan hệ của em với anh là anh em thân thiết, và em nghĩ là đó là mối quan hệ của em với anh là một trong những mối quan hệ đẹp nhất mà từ khi trước khi tham gia phim đến giờ mà em có được. Và em vẫn rất rất là quý anh và coi như một người anh của mình. Em vẫn sẽ coi anh Quý như là một người anh của mình. Em vẫn có cảm giác đó không phải là anh Quý. Thật sự là em rất là cảm động với những gì mà hôm nay anh nói với em và làm cho em. Nhưng mà thật ra là em cảm thấy là mình không đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ này. Bởi vì em sợ là khi mà mình chưa đủ tính chắn thì liệu mà mình bước vào một mối quan hệ mới như vậy thì cái tình cảm anh em đẹp đẽ của mình có còn hay không? Nhưng mà liệu em có nghĩ là nếu như đây cũng là một cơ hội để xây dựng và tạo nên một mối tình biết đâu sẽ đẹp hơn cả tình anh em và tình bạn thì sao? Chỉ cần cho anh thời gian thôi, anh sẽ chứng minh cho em thấy.